Hello, xin chào cả nhà. Hiện chúc cả nhà xem video nhìn niềm vui, nhìn sức khỏe nha. Hôm nay mời cả nhà về Bến Tre và tham quan đường phố Bến Tre nữa cả nhà. Thì đây hiện tại là em đứng tại vòng xây Tân Thành nè. Đây hướng bên đó là từ cầu Rạch Miễu về đó cả nhà. Đây là vòng xây Tân Thành ha. Hướng bên đây là đi qua cầu Hầm Luông rồi nè. Đi về Mỏ Cày nữa nha. Đây. Thì chiều hôm nay đường xá xe cộ rất là đông đúc luôn. Hôm nay là chiều thứ bảy cả nhà. Hôm nay em sẽ đi một vòng từ vòng xoay Tân Thành đến khu vực chợ chùa và sân vận động tỉnh Bến Tre cả nhà. Hôm nay em sẽ đi và em chia sẻ cả nhà cùng xem nhé. Mời cả nhà dạo một vòng của thành phố Bến Tre. Rồi đi luôn cả nhà ơi. Rất luôn. Chiều hôm nay thì đường xá rất là đông đúc luôn. Bây giờ cũng tầm là 18 giờ rồi cả nhà. Đó, xuống nắng rồi. Đèn đã lên rồi. Phố đèn đã lên. Đây là trước mặt chúng ta là đường đại lộ Đồng Khởi đó cả nhà. Thì đường này sẽ đi thẳng tới công viên Đồng Khởi của thành phố Bến Tre nha. Thì em hai sẽ không có đi tới công viên mà em sẽ đi tới khu vực của đường vào khu chợ chùa. Rồi em sẽ quẹo chia sẻ khu vực chợ chùa cả nhà cùng xem. Thì có cánh canh, bột sắn nè, bột sắt gì đó. Điện máy Đại Phát, Ủy ban Nhân dân phường Phú Tân. Đây là khu vực Ủy ban Nhân dân phường Phú Tân này cả nhà. Đây là cửa hàng Jami ha. Cửa hàng này buôn bán quần áo giá toàn cầu luôn đó nha. Hình như là bây giờ là tỉnh nào cũng có của Jami. Đây là một số hình ảnh tại đại lộ Đồng Khởi ha. Hiện giờ em đang ở đại lộ Đồng Khởi nè. Em sẽ quẹo vào khu đường vào chợ chùa. Đây, thì khu đường vào chợ chùa này được gọi là giống như là phố ẩm thực luôn cả nhà. Thì buổi chiều tối lên đèn ở đây hàng quán rất là đông đúc, quán ốc rồi nè, quán lẩu 99k, như Taka Coffee nè. Chiều hàng quán rất là đông luôn. Đây khu vực bên đây ha. Thì con lộ ở đây cũng rất là rộng rãi thoáng mát nên các bạn trẻ Bến Tre thường hay vào khu vực này. Khu chợ chùa thì lúc trước ở đây có một cái chùa thì gần chợ nên người ta thường hay gọi là chợ chùa cả nha. Đây có quán cà phê Gu Việt nè ha, Dê Chú Lùng. Đây có quán cà phê Đúng nè, có ăn sáng luôn. Đây trong đây có rất là nhiều hàng quán. Min Coffee nè. Đây trong này là có ngoài vỉa hè nè, rồi có máy lạnh luôn. Có đầy đủ cả nha. Thấy đường xá rất là rộng thoáng luôn cả nha. Thì đường này đi đến cuối đường là trong một trận tỉnh Bến Tre cả nhà. Đây pizza phố nè, thì pizza máy lạnh nữa cả nhà. Thì quán Trịnh Phương, hàng bán bún đậu mắm tôm mẹt tre. Thì cái quán này cũng mới khai trương gần đây nè cả nhà. Đây có cà phê Làng Văn nè, cà phê Làng Văn rất đẹp. Đây, thì em tới khu đường này nè, rất là đông đúc luôn nè. Đây là một cái ngã tư ha, có quán nướng ngon nè. Quán này rất là rộng luôn, thiết kế cũng rất là đẹp. Quán Làng Văn thì cũng nổi tiếng Bến Tre cũng lâu lâu rồi. Đây là khu vực tới đường một chiều của sân vận động rồi cả nhà. Khu này rất là nhiều quán cà phê ha. Rồi em đi tiếp luôn. Chiều cả nhà thấy dọn bàn ghế ra quá trời luôn nè. Khu này gọi là khu phố
không phải là khu phố ẩm thực nhưng mà hàng quán rất là nhiều, thì được người dân Bến Tre gọi lên khu này như là khu phố ẩm thực luôn. Ghế xếp hàng dài dài nhưng mà tối đông nghẹt luôn cả nhà. Hàng quán rất là nhiều. Mẹt tre. Lỗ mẹt Vinh heo rừng. Đây có nhiều hàng quán nè, bánh canh cua, bánh canh nghĩa. Cua là nguyên con rồi luôn cả nhà. Rất là đây có quán chuẩn bị mở nè. Hồ bơi Hoàng Lam. Đây cà phê Hoa Tím nè. Thì buổi tối bắt đầu từ 19 giờ 18 giờ tới lên nè, giờ bắt đầu giờ này ha, là các bạn trẻ dân Bến Tre bắt đầu tụ họp vào con đường này. Quán tủ lầu, quán thiết kế cũng rất là đẹp ha. Buổi chiều thì em đi hay bị chói nắng cả nhà. Câu lạc bộ pizza Công Đoàn. Đó, rất là nhiều hàng quán luôn cả nhà. Khu này rất là đông đúc ha. Quán ốc búp mờ. Đây có quán bia tháp nè cả nhà. Takaya Thái nè, quán ăn nấu theo kiểu Thái ha. Hàng tươi sống rồi luôn. Đây, đây là khu sân vận động của tỉnh Bến Tre nè. Rồi, bên đây là Suzuka Cafe. Quán cũng có nhiều thiết kế ha. Nhìn sân vận động tỉnh Bến Tre cũng hoành tráng cả nhà. Hoành tráng so với tỉnh Bến Tre hơn, những tỉnh khác thì thiết kế rất là tốt hơn. Thì bên đây buổi chiều có bò sốt hẻm nè. Sốt hẻm này bán buổi chiều thôi cả nhà, cũng rất là ngon ha. Quán bé điệu nè. Giờ này thì các bạn trẻ cũng ra thưởng thức rồi. Đó, chiều kêu vài món lai rai, vài chai về ngủ cho nó ngon. Napoli Cafe, quán này quán mới đó cả nhà. Thì cái đoạn đường này hiện nãy giờ em đi là không có tên như trên bản đồ luôn nha cả nhà. Thì người ta hay thường gọi là quán đường vào khu chợ chùa, cà phê sóc nè. Thì nhiều hàng quán ha. Thì có ốc quán 86 nè. Gỏi cuốn chiều luôn. Ở bên đây là có khu vui chơi của trẻ em buổi chiều nha. Có vận động nè. Có các xe điện nữa ha. Rồi em sẽ đi ra đây một tí xíu. Để cặp theo sân vận động luôn đó nha. Đây là đường Đoàn Hoàng Minh ha. Đi chiều có bán sầu riêng nè, ở đây có bán quần áo nè, chiều có bán quần áo nè, ruột heo phá lấu. Đoạn đường này đi một vòng này là sẽ ra, cũng ra tới đường đại lộ Đồng Khởi của Bến Tre luôn đó nha. Chiều em dắt cả nhà đi vòng vòng thành phố Bến Tre cả nhà ơi. Cả nhà thương em cho em một like, một bình luận, một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bán nướng nút kem về đây nè ha. Đây, sầu riêng Bến Tre cả nhà ơi. Đây là bên cái sân bóng nhỏ nè cả nhà. Đây là sân bóng mini ha. Chiều chúng ta có thể vào đó đá banh, tập thể dục. Đây, hàng quán của cái khu này thì cũng được cả nhà, cũng đông đông ổn hơn, nói chung là không bằng cái đường hồi nãy. Cái này là qua khu chợ chùa rồi, này là đường Đoàn Hoàng Minh ha. Tí trà sữa nè. Thì đi con đường này giờ sẽ đi thẳng tới vòng xây Phú Khương cả nhà. Dạ, một vòng của sân vận động tỉnh Bến Tre. Đường này là sẽ ra vùng xây Phú Khương, thành phố Bến Tre. Này có món bún riêu cua đồng nè. Đó. Bún riêu cua đồng ha.
cũng có quán cà phê nè, Taka, Taka Coffee. Đường này thì ra hút ngoài này cũng đông đúc tấp nập nè, có quán cơm, xào đồ món ăn chìm ký, cá chiên giò heo. Đây là khu vực bến xe Hoàng Cải nè cả nhà, xe Hoàng Cải ghe vào đó. Thì xe Hoàng Cải này đi Bến Tre, Sài Gòn. Buổi chiều ở khu vực thành phố Bến Tre, đây là sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, đây là khu sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre nha. Đây là lúc trước là bến xe cũ ha, bây giờ bến xe cũ được dời lên quốc lộ 60 tại lộ Đồng Khởi rồi, quốc lộ 60 đường Võ Nguyên Giáp rồi. Vì đây giờ làm sổ số kiến thiết Bến Tre, đây hàng nhiều hàng quán nè, quán nè, đây có Bách Hóa Xanh nè. Hiện tại bây giờ thì Bách Hóa Xanh ở có khắp ở mọi nơi. Đây. Rồi giờ em đã tới Mùng Xây Phú Khương cái vậy. Đây là khu vực Mùng Xây Phú Khương nè. Đây là bên Công an Nhân dân tỉnh Bến Tre nè, ngôi nhà vàng vàng á cả nhà, Công an Nhân dân tỉnh Bến Tre. Bên kia là Thế Giới Di Động, đây là Vòng Xây Phú Khương. Đó, đi xuống hướng này là xuống công viên Đồng Khởi nè, rồi siêu thị Sensi nè. Rồi đến đây em cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Thì cả nhà thấy hay thì hãy cho em xin một like, một đăng ký để em có động lực chia sẻ những video về đường phố quê hương Bến Tre coi ra sao, giờ đổi mới thế nào. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chị Hào hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo.